Rồi, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Rất vui mừng chúng ta lại gặp nhau trong video tiếp theo. Như vậy là năm 2023, năm Quý Mão đã bước sang và chắc hẳn quý vị sẽ có rất nhiều dự định muốn làm trong năm nay. Và một trong những dự định lớn trong năm mà nhiều quý vị muốn làm đó chính là việc xây nhà. Đó thì cái việc xây nhà chúng ta cần phải lưu ý những điều gì về mặt tử vi hay về phong thủy, chúng ta cần tránh gì? Đấy, rất nhiều yếu tố chúng ta cần phải cân nhắc xem xét. Thì trong số đó có ba cái yếu tố, ba cái hạng mà chúng ta cần phải bỏ qua, còn cần phải tránh khi chúng ta gặp phải trong năm nay. Đó là kim lâu, đấy, là hoang ốc và tam tai. Đấy, thế thì những ai gặp phải cái ba cái hạng này, và những ai không phải gặp phải những hạn này và có thể làm nhà, khởi công xây dựng ngôi nhà của mình năm nay, đấy, thì trong video hôm nay xin chia sẻ cùng tất cả quý vị và các bạn. Đấy, và sau đó thì quý vị các bạn cũng có thể xem thêm cái phần cách tính về kim lâu, đấy, hoang ốc và tam tai. Đấy. Đây là một cái bảng mà tôi đã rất là kỳ công để tôi soạn ra. Đấy. Từ năm 1950. Đấy, người sinh năm 1950 cho tới người sinh năm 1000 năm 2007, những người trong độ tuổi này, những người đã trong độ tuổi xây nhà, và cái bảng này chúng ta có thể tra cái hạn tam tai hoang ốc kim lâu đấy, trong năm Quý Mão 2023 của tất cả những người sinh trong năm nay. Thì là người dân gian có câu là lấy vợ đấy thì xem tuổi đàn bà, mà xây nhà thì xem tuổi đàn ông, thì các bác nam giới có thể chú ý xem cái bảng này đấy. Và khi mà các bác có thể dừng lại ở năm sinh nào của mình thì các bác có thể nhìn vào cái phần đó các bác nhá. Đó, đây ví dụ như năm Canh Dần đấy thì là tam tai thì không phạm, không phạm thì tôi sẽ đánh dấu là dấu 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 o đấy. Kim lâu không phạm, tôi sẽ đánh dấu o, và hoang ốc không phạm, hoang ốc có phạm thì tôi sẽ đánh dấu x các bạn nhé. Đó. À, đây từ năm 1950 nhé các bác nhé, đây là năm 1950 cho tới năm 1962, đây các bác có thể nhìn ạ. Đấy, và các bác có thể dừng lại màn hình để xem nhé. Đây ví dụ như là ở đây thì có một năm 1957, người sinh năm Đinh Dậu 57 là tức là 67 tuổi âm đấy, tuổi Mụ đấy, thì là không phạm tam tai đó, không phạm hoàng kim lâu, cũng không phạm hoang ốc. Như vậy là người được tuổi năm nay sẽ được tuổi để xây nhà đấy, đối với người sinh năm Đinh Dậu các bạn ạ. Đây tiếp theo chúng ta sẽ tới cái bảng vừa rồi là chúng ta từ năm 1950 đúng không ạ, đến năm 1962. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nhé, từ năm 62 trở đi đó. Đây thì có người sinh năm Quý Mão này là 61 tuổi, cũng không phạm gì các bạn ạ. Đấy, không phạm mà thì trong ba cái này là tam tai kim lâu và hoang ốc đó. Đây Quý Mão tam tai kim lâu và hoang ốc đều không phạm. Đấy, năm Ất Tỵ thì là 59 tuổi âm, 59 tuổi Mụ cũng không phạm đó, một trong ba yếu tố này đều không phạm, đều có thể tiến hành động thổ xây nhà sửa chữa nhà cửa đấy. Hoặc là người sinh năm Bính Ngọ cũng vậy, đấy là những người năm nay được tuổi đẹp để xây dựng nhà cửa đó. Hay bên cạnh đó thì có người là bác nào mà sinh năm 1964 là năm nay là đại kỵ nha, năm nay đại kỵ xây nhà nha. Đó là năm nay 60 tuổi âm, đấy, 60 tuổi Mụ, thì là vừa phạm mà tam tai, vừa phạm kim lâu, lại vừa phạm hoang ốc. Đấy. Với những cái hạn như này ấy, thì nhẹ thì có thể hao tổn mất mát tài sản, mất tiền mất của đấy, nặng đấy, thì có thể là hao tổn về sức khỏe tinh thần, rồi là gia đình để ly tán, hoặc là thậm chí là dẫn đến sức khỏe suy yếu và mất mạng đấy. Thì đấy là dân gian người ta đã có những cái quan niệm như vậy đấy, thì cũng có thể có cái có thể đúng hoặc sai đấy, nhưng mà theo quan niệm dân gian thì có thờ đấy, có thiêng để có kiêng có lành, thì các bác cũng lưu ý đấy. Đây chúng ta sẽ xem tiếp nhé, đấy mọi người có thể xem này, chúng ta tiếp tục từ năm 71 trở đi ạ. Đây như vậy năm 71 đến năm 82 của chúng ta thì sẽ có một bác nữa là sinh năm 1976 tức là 48 tuổi Mụ đấy, là cũng phạm phải ba cái, cả ba luôn đấy.
Kim Lâu, Tam Tai và Hoàng Ốc đó. Thì và bác nào mà sinh năm 76 thì năm nay nên tránh cái việc xây dựng nhà cửa, hoặc nếu muốn xây dựng nhà cửa thì sẽ có những cái cách để chúng ta hóa giải nhé. Thì tí tôi sẽ nói tiếp vấn đề này đấy. Hoặc đây như bác nào sinh năm 1975 Ất Mão 49 tuổi đấy, vẫn có thể xây được nhà dựng nhà cửa, ba không phạm cái gì cả đúng không? Hoặc là bác nào sinh năm Tân Dậu đây đấy, không phạm cái gì cả, năm 1981. Tiếp theo chúng ta sẽ từ năm 1982 đó cho đến năm 1994 đi đấy. Đấy thì ở đây là các bác phải thấy rằng ở đây có những người thì không phạm mà cái này lại phạm cái kia, nói chung là cứ phạm một trong ba cái là chúng ta nên tránh đấy. Không nên tiến hành, hoặc tiến hành thì phải có cách. À, nhìn năm Canh Ngọ 1990 là cũng rất là đẹp này các bạn này. Đấy, đấy, không phạm cái gì cả. Đấy. Đấy, hai năm Quý Dậu 31 tuổi, đấy, năm 93, rất đẹp để xây nhà năm nay. Đấy. Còn đây là năm Canh Thìn các bạn nhé, năm Canh Thìn là năm 2000 này cũng phạm cả ba cái luôn. Đấy, thì là cũng các bác tuyệt đối tránh nhé. Đấy, còn trong trường hợp mà khi mà các bác mắc phải một trong ba hoặc thậm chí cả ba cái này mà năm nay mình có những cái điều kiện về kinh tế đấy, thời gian rảnh rỗi chẳng hạn đấy, mình muốn xây dựng một ngôi nhà để cho để mình ở đấy, lâu lắm rồi mình ở cái nhà cũ là mình muốn xây cái nhà mới đúng không ạ, đấy, hoặc là mình muốn sửa chữa cái nhà nó nhiều cái nó bị không hợp lý, nó bị thấm dột rồi là nhiều cái mình muốn sửa chữa đúng không ạ, đấy thì các bác lại phải có một cách, đấy là các bác mượn tuổi đấy nhá, các bác nhờ những người mà cái năm Quý Mão này không phạm phải bất kỳ cái hạn nào trong ba cái hạn trên đấy. Ví dụ như là các bác có thể nhờ này người sinh năm Kỷ Mão này đấy không phạm này, Nhâm Ngọ này 2002 không phạm này đấy, hay Quý Dậu này 1993 không phạm này, để nhờ những người đó đấy, có thể là đứng tên đấy, đứng tên sổ đỏ, nếu mà đứng tên sổ đỏ phải người trong gia đình đấy, hoặc là nhờ những người đó động thổ hộ đấy, ví dụ nhờ người đó khi làm đấy động thổ ấy thì mình gặp mắc phải những cái hạn này ấy, thì mình đứng tránh xa ra đấy, khi mà thầy đến có làm lễ để cúng động thổ chẳng hạn, để nhờ những người này người ta động thổ giúp đấy, hoặc là khi mình cất nóc đấy, khi mình nhập trạch các cái thủ tục đấy thì mình đều nhờ những người được tuổi đẹp đấy, trong năm Quý Mão này để giúp mình cái việc đó. Và cái thứ hai nữa là ngoài cái việc là những người đó được tuổi thì mình chú ý là những người đó mà cái tuổi trung niên chẳng hạn, và cái tuổi mà trưởng thành, cái tuổi đĩnh đạc của những người đó là những người mà hào phóng thành công đấy trong cuộc sống chẳng hạn, như thế thì mình lại càng càng nên nhờ những người như thế các bạn nhé. Thì đấy chính là những cái kinh nghiệm mà chúng ta có thể giải được những cái hạn của năm nay. Đấy, rồi bây giờ thì tôi sẽ nói về cái phần thế nào gọi là tam tai, thế nào gọi là kim lâu, thế nào gọi là hoang ốc, thì cái này cũng có lẽ trên mạng cũng nhiều 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 người đã chia sẻ, thì tôi cũng chỉ chia sẻ lại một chút thôi và cách tính tam tai, kim lâu, hoang ốc đó. Thì tam tai thì dân gian cũng quy định đó là 3 năm tai họa liên tiếp đấy, trong 12 năm sẽ có 3 năm tai họa liên tiếp, ví dụ người tuổi Tý thì là năm Dần, năm Mão, năm Thìn, đấy là cái năm mà sẽ là 3 năm mà tai họa đấy, hỏa 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 tai, thủy tai, phong tai đấy các bạn đấy. Ví dụ năm nay là năm người người tuổi Tý này, người tuổi Tý ví dụ như người tuổi Tý ở đây Canh Tý 1960 đi, thì là năm nay là năm Dần Mão, Thợ Thìn thì năm Mão là mình phạm vào tam tai rồi đó đấy. Hoặc đây này, ví dụ như đây là có Mão nha các bạn nha, cứ mình cứ tìm những ngày năm nào có Mão này, ví dụ đây này Thìn này, tuổi Thìn này đấy, tuổi Thìn nha, tuổi Thìn ví dụ tuổi Thìn là sẽ bị này đây, ví dụ tuổi 64 Giáp Thìn này, này bị đây đấy, là Giáp Thìn là năm Thìn là sẽ bị dính vào năm Mão là tam tai đấy. Tiếp theo là sang kim lâu đấy, kim lâu thì thực ra kim lâu thì ngày xưa mà các cụ cứ nói rằng nó cũng là tranh cãi trong dân gian ấy,
Thì ngày xưa thì thực ra là theo theo thuyết truyền thuyết ngày xưa thì là các vị vua quan là thấy là năm kim lâu là năm đẹp các bạn, không phải năm xấu đâu. Đấy, kim là vàng, lâu là ngôi nhà, thế là ngôi nhà vàng, năm đó đẹp. Đấy, vua chúa thường là làm nhà, làm những công trình làm nhà vào những năm đẹp đó, và chính vì họ làm những năm đó nên cấm nhân dân làm vào năm đấy. Đấy, cho nên dân mình cứ cứ sau đó theo thời gian là cứ nghĩ rằng năm đó xấu mà tránh đi. Đấy, thực tế là cái gốc của nó như thế. Thì cái kim lâu này nó sẽ có cái cách tính của nó là mình lấy cái tuổi âm đấy chia cho 9 này tính số dư. Đấy, ví dụ người sinh năm 73 các bạn nhé, sinh năm 73 đây đấy, thì năm nay là 51 tuổi đúng không ạ, 51 tuổi thì mình lấy 51 tuổi này là mình chia cho 9. Đấy, thì có phải là chia cho 9 được 5 đúng không ạ, là dư 6. Đấy, thì mình lấy cái số dư này và mình soi vào cái bảng này đấy, xem là nó có dính là kim lâu thì không. Đấy, đấy, nếu như dư 1 là kim lâu thân, đấy, là gây họa cho bản thân, dư 3 là kim lâu thê, đấy, gây họa cho người vợ, đó. Dư 6 là kim lâu tử, lây gây họa cho người con, và dư 8 là kim lâu xúc, là gây họa cho những con vật nuôi. Đấy, như vậy là người sinh năm 73 là dư 6 là gây họa cho người con. Đấy, thì cái này là quan niệm dân gian thôi, có người tin hoặc có người không tin các bạn. Tiếp theo là cái hoang ốc. Đấy, thì là hoang ốc thì mỗi người lại có 6 cung các bạn. Đấy, thì có 3 cung tốt và 3 cung xấu, thì trong đó thì có 3 cung xấu là hoang ốc, địa tử, thọ địa tử và thọ sát, thì chúng ta gọi tắt là hoang ốc. Hoang ốc tức là ngôi nhà hoang vắng đúng không ạ? Đó. Thì chúng ta lấy cách tính là chúng ta lấy tuổi, đấy, chúng ta lấy tuổi âm các bạn nhé, đấy, lấy tuổi âm sau đó chúng ta cộng hàng chục và hàng đơn vị được bao nhiêu chia cho 6 và tính số dư. Ví dụ người sinh năm 85 này các bạn nhé, sinh năm 85 là 39 tuổi đúng không ạ, năm nay 39 tuổi, thì ta lấy 3 cộng 19 đấy là bằng 12. Đấy, bằng 12 thì chúng ta sẽ lấy 12 chia cho 6, thực ra 12 chia 6 được 2 nhưng mà chúng ta lại, theo cái bảng này chúng ta cứ lấy 12 chia 6 được 1 và dư 6. Đấy, dư 6 thì 6 này chúng ta đưa vào cái bảng này. Đấy, 6 thì là lục hoang ốc và xấu. Tức là nhất cát, nhị nghi, đấy, tam địa sát, tứ tấn tài, ngũ thọ tử. Đấy, và lục hoang ốc nó thì có 3 cái cung xấu đó là tam địa sát này. Đấy, tức là chia 6 dư 3 là xấu này. Đấy, ngũ thọ tử, đấy, là dư 5 là xấu này. Lục hoang ốc chia 6. Đấy, chia cho 6 dư 6 là xấu. Đấy, thế thì nói chung mọi thứ nó đều là quan điểm dân gian, và chúng ta cũng rất khó là nói là đúng hay là sai được. Đấy, ngoài ra còn có khi xây nhà chúng ta cũng phải xem hướng, rồi cũng phải xem kinh tế của mình có đảm bảo để xây hay không, còn nhiều yếu tố khác nữa. Nhưng mà ba cái yếu tố này gọi là ba yếu tố truyền thống tam tai hoang ốc kim lâu. Đấy, thì các bác cũng có thể tham khảo, và nếu các bác cần cái bảng này đấy, thì hãy để lại một bình luận, có thể là tôi sẽ chia sẻ trong cái để dưới đường link trong video này các bác nhé. Đấy. Rồi, một lần nữa thì chúc các bác là năm nay là mã đáo thành công ạ. Đấy, thuận buồm xuôi gió, làm việc gì cũng thuận lợi tốt đẹp, tránh được cái xấu và gặp được nhiều điều tốt, nhiều duyên lành ạ. Xin chào và hẹn gặp tất cả quý vị các bạn trong các cái video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh để chờ đón các cái video, rất nhiều video bổ ích và có giá trị về cuộc sống cũng như là về về xây dựng ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.